Bạn đã thật sự hiểu về Digital Marketing? Đọc ngay cẩm nang định hướng sử dụng các công cụ và hướng dẫn bán hàng online một cách chi tiết nhất. Truy cập ngay atpbook.vn. Không ai biết đến nhưng chàng trai 35 tuổi này đang sở hữu stock được định giá cao nhất thế giới. ByteDance là công ty đã thu hút được một danh sách dài các nhà đầu tư sừng sỏ như KKR, General Atlantic và cả Sequoia, mà mới nhất là SoftBank với dự định rót khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. 6 năm trước, khi mà Yang Yeming lần đầu tiên trình bày ý tưởng về một ứng dụng tổng hợp tin tức bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các nhà đầu tư trong đó có cả Sequoia Capital tỏ ra rất hoài nghi. Câu hỏi đặt ra là làm sao một kỹ sư phần mềm 29 tuổi chỉ được đào tạo trong nước tại Trung Quốc có thể thông minh hơn hàng tá các cổng tin tức được điều hành bởi những ông trùm mạng xã hội như Tencent, và làm sao để có thể tìm thấy lợi nhuận ở lĩnh vực mà kể cả Google cũng đã thất bại này. Năm 2018 cũng là năm mà Yang bước sang tuổi thứ 35, anh chàng đã chứng minh được những nhận định của 6 năm trước từ các nhà đầu tư là hoàn toàn sai lầm. Ngày nay công ty của anh, ByteDance, đang trên con đường chạm đến con số 75 tỷ đô la Mỹ, mức định giá cao hơn cả Uber để trở thành stock có giá trị lớn nhất thế giới theo số liệu của CB Insights. ByteDance đã thu hút được một danh sách dài các nhà đầu tư sừng sỏ như là KKR, General Atlantic và cả Sequoia, mà mới nhất là SoftBank với dự định rót khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mức định giá khủng của stock này đến từ việc nó tạo ra trải nghiệm internet pha trộn giữa Google và Facebook. Điều quan trọng nhất là chúng tôi không phải là một công ty kinh doanh tin tức mà giống với một công cụ tìm kiếm hay một nền tảng xã hội hơn. Yang Yeming trả lời phỏng vấn vào năm 2017 cho biết thêm mình không thuê bất kỳ biên tập viên hay phóng viên nào. Anh nói thêm rằng chúng tôi đang làm việc sáng tạo, không phải là sao chép một công ty Mỹ nào, dù đó là về sản phẩm hay cả về công nghệ. Điều đáng chú ý hơn, Yang Yeming có thể thành công mà không cần nhận tiền từ hai ông trùm Internet ở Trung Quốc là Alibaba và Tencent. Chặng đường hóa thân thành người khổng lồ của ByteDance bắt đầu từ một trang tin tức trên mạng, nhưng nó lại gắn bó chặt chẽ hơn với một loạt thương vụ thâu tóm và chiến dịch mở rộng rất thông minh giúp cho công ty này lấn sân sang mảng video trên di động và vươn ra thế giới. Bằng cách nuôi dưỡng một tập hợp nhiều ứng dụng thành công, từ ứng dụng video đang gây sốt như TikTok cho đến các nền tảng nội dung số có cách tiếp cận hoàn toàn mới, ByteDance đã tập hợp được một lực lượng hàng trăm triệu người dùng và xét theo góc độ nào đó, đang trở thành mối đe dọa đối với những công ty Internet lớn nhất Trung Quốc, ví dụ như Tencent. Giống như Facebook khi ở giai đoạn tương tự, ByteDance đang đối mặt với câu hỏi khi nào và bằng cách nào công ty sẽ bắt đầu sinh lời. Vấn đề nổi cộm nhất của hoạt động kinh doanh Internet ở Trung Quốc hiện nay đó là tốc độ tăng trưởng người dùng và thời gian online của họ giảm xuống rõ rệt. Dường như thị trường đang trở thành một trò chơi có tổng bằng không. Và chi phí để thu hút người dùng và chiếm lĩnh thời gian của họ đang tăng dần lên, chuyên gia phân tích Zalalew của UBS nhận định. Trong khi đó, ByteDance đã tạo được một nhóm các ứng dụng giải quyết rất tốt bài toán này. Toutiao là một trong những nền tảng sáng tạo ra và phân phối nội dung số trên thiết bị di động lớn nhất Trung Quốc. Với sự trợ giúp của AI, cách làm của ByteDance là phân tích các đặc điểm của nội dung cũng như người dùng và cách thức tương tác của người dùng với nội dung, sau đó sử dụng các thuật toán để tạo ra các nội dung tùy chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Tính đến tháng 9 năm 2017, Toutiao có khoảng 120 triệu người dùng thường xuyên hàng ngày. Mặc dù có chút lạc lõng vì không liên quan đến Alibaba hay Tencent, ByteDance đang trở thành công ty công nghệ Trung Quốc thành công nhất trong việc xây dựng mạng lưới ở nước ngoài. TikTok hiện nay đã có mặt ở Mỹ, Đông Nam Á và Nhật Bản, kể cả WeChat của Tencent cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng ra nước ngoài trong 4 năm trước. Năm 2012, Yang Yeming nhận ra rằng người dùng mobile ở Trung Quốc khó có thể tìm thấy thông tin mà họ thực sự quan tâm giữa một rừng ứng dụng. Sử dụng AI để phân phối nội dung có thể là câu trả lời và phiên bản mẫu có thể là bảng tin của Facebook. Sau một loạt vụ gọi vốn thất bại, cuối cùng Yang Yeming nhận được khoản đầu tư từ Susquehanna International Group và bắt đầu tung ra ứng dụng vào tháng 8 năm 2012. Ứng dụng này thu thập thông tin về thói quen đọc của người dùng, sau đó gợi ý các thông tin và bài báo dựa trên thói quen của họ. Người dùng càng sử dụng nhiều thì trải nghiệm sẽ càng được cải thiện và càng sử dụng app nhiều hơn. Đến giữa năm 2014, lượng người dùng thường xuyên hàng ngày đã lên tới con số 13 triệu. Cuối cùng thì Sequoia quan tâm và đứng đầu nhóm nhà đầu tư, bỏ 100 triệu đô la Mỹ vào tương lai của ByteDance. Nhưng video mới là mảng thực sự giúp cho ByteDance thăng hoa. Tháng 9 năm 2016, hãng âm thầm ra mắt TikTok. Đây là một ứng dụng cho phép người dùng chụp hình và chỉnh sửa phông nền, tạo hiệu ứng và chia sẻ chúng rộng rãi trên Weibo hay WeChat. Trong bối cảnh phong trào live stream đang dần mất đi sức hút, những video siêu ngắn khoảng từ 15 giây của TikTok đã tạo nên cơn sốt.
Một năm sau, ByteDance thâu tóm Musical Dollar Wire với giá là 800 triệu đô la Mỹ. Nhìn thấy sự tương đồng giữa ứng dụng video xã hội đang gây sốt trong giới trẻ Mỹ và TikTok. Giờ đây, thách thức dành cho ByteDance là biến lượt xem và những con số đó thành tiền. Công ty đang mở rộng mảng kinh doanh quảng cáo, đặc biệt là cho Toutiao. Một số chuyên gia trong ngành cho rằng lượng tiếp cận khổng lồ và sức hút của các ứng dụng tạo nên lợi thế cho ByteDance, nhưng vẫn có những lo ngại về vấn đề pháp lý của ByteDance, đặc biệt là những ảnh hưởng từ chính sách quyển duyệt nội dung chặt chẽ từ chính phủ Trung Quốc. Theo Thu Hương từ Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.